Cao xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Tiếp tục lại là bắt đầu ở sự khởi nguồn của những dòng HD5000. Và bác cũng đã chia sẻ rằng khá lâu rồi bác đi tìm. Trước đây bác cũng đã hỏi em Cao nhưng em Cao không nhớ được. Thì ngày hôm nay bác quay lại ủng hộ em Cao, đó là hai con E-Tech HD5000. Theo như lời bác nói thì bác cũng đã ở nước ngoài về và bác cũng đã từng nghe nhưng không bê về được bác nhá. Đó, thì ngày hôm nay bác ủng hộ em Cao, đó là một bác khách ở tại Linh Bình, đó là anh Hưng ở tại Linh Bình, anh ủng hộ em Cao hai con E-Tech và còn nguyên siêu và vừa mới chạy được vài 300 giờ. Cái đó là hôm qua trước em Cao đã chia sẻ coi như hàng mới cứng luôn, khẳng định với các bác rằng 100% ruột gan là keng xà beng luôn các bác nhá. Đây là dòng 1250W ở 8 ohm và 2500W ở 4 ohm. Thì đấy là những cái dòng công suất mà khá là vừa. Với những cặp full cặp sup thì em Cao đang đánh một full và một sup, tức là một cặp full và một cặp sup. Với hai con đẩy này trông khá là sang chảnh. Nếu như bác nào đã ưa chuộng dòng cờ rao thì rất khó bỏ qua cái hình thức E-Tech HD5000 này. Nó là model của chùm cuối của cờ rao. E-Tech HD5000 gồm 5000 HD, 9000 HD, 12000 HD và cuối cùng chốt sổ đó là 4x3500 HD. Thì đây là những model gọi là dòng HD, là dòng chùm cuối của Crow rồi. Nếu như bác nào không tin thì các bác hãy mang con này về, các bác mở với những dòng Crow trước đây của mình thì các bác thấy độ tinh sạch của nó luôn. Và mới như thế này thì đến bao giờ cho nó hỏng được các bác nhá. Cho nên một lần nữa, đồ điện tử thì chả nói trước được điều gì, kể cả nguồn nào thì nó vẫn hỏng là câu chuyện rất bình thường. Thì anh em sẵn sàng hỗ trợ tất cả các bác về hỗ trợ sửa chữa. Hoặc như bác nào muốn, nhà mình đang có những dòng Crow nếu như còn đẹp hoặc là vừa phải thì em Cao cũng sẽ hỗ trợ thanh lý cho các bác để các bác sang những con HD này, phải nói rằng đẹp chóng mặt bù lôn luôn các bác nhá. Kinh khủng luôn. Đó. Còn nguyên siêu và chạy vài trăm giờ. Nếu các bác tìm hiểu giá hãng con này nó lên tới 156-157 triệu trên một con này. Hiện nay giá thì nó chưa bao giờ tới 1/3, còn xa 1/3 nữa các bác nhá. Cho nên là một lần nữa xin cảm ơn tất cả bác đã luôn đồng hành tin tưởng. Xin cảm ơn anh Hưng Linh Bình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Và hàng lên đường để đóng gói cho anh em ngay lập tức. Và tiếng thì tinh sạch, chắc và phê hơn rất nhiều những dòng Crow kia. Em Cao đã chia sẻ là chính xác. Đây là nói riêng về dòng Crow các bác nhá. Cho nên là một lần nữa, nếu như bác nào muốn sở hữu những dòng này mà trong nhà mình muốn có sự thay đổi thì hãy liên hệ em Cao các bác nhá. Mạnh dạn liên hệ em Cao. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Vẫn còn một cống còn ni lông đó. Ok chưa? Anh cần cái gì ạ? Chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên đấy, tặng cho em Cao xin một like. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like các bác nhá.